học tập và làm theo tấm gương ai, chiến sĩ công an gọi và tổ chức bày lắc. Một ngày 4 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Đỗ Trung Hưng, 33 tuổi, án 7 năm tù, Lê Anh Tuấn, 39 tuổi, 6 năm, 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất gây nghiện. Điều đáng nói là cả hai người này đều từng là công an. Hai cựu công an này đã kêu gọi gái đến khách sạn Telemon ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội và tổ chức bay lắc ở đây. Đây không phải là trường hợp cá biệt về việc công an phạm pháp. Còn nhớ vào ngày 26 tháng 6 năm 2023, Đại úy Công an Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng đã đi ô tô mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, bắn chết hai con dê của người dân để đem về nhậu. Hậu quả ngày 19 tháng 1 vừa qua, Nhân bị tuyên án 8 tháng tù, hai người còn lại bị tuyên án 7 tháng tù. Hai công an tổ chức bay lắc cùng gái tại khách sạn bị ra tòa. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2023, Nguyễn Đức Trung, 32 tuổi, là cán bộ thuộc đội tham mưu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Phúc, đã bắt cóc một bé trai 7 tuổi đòi tiền chuộc. Điều đáng nói là các tờ báo nhà nước đăng tin bắt cóc nhưng lại giấu đi thông tin Trung là cảnh sát. Trên đây chỉ là những lính trẻ còn thiếu kinh nghiệm, còn những lính già đã về hưu như Đỗ Hữu Ca thì lại nguy hiểm hơn gấp bội. Khi ông Đỗ Hữu Ca tổ chức cướp đất của anh nông dân Đoàn Văn Vươn, ông tỏ ra cực kỳ oai phong. Đến khi về hưu và bị bắt, lúc đó người dân mới thấy hết sự thối nát của ông này, mà trong ngành công an còn rất nhiều Đỗ Hữu Ca. Có điều, Đỗ Hữu Ca này chưa bị lộ hoặc sắp bị lộ mà thôi. Đấy là những vụ án điển hình, còn rất nhiều những vụ án khác mà trong đó công an, những người đã được học tập và làm theo tấm gương của đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện hành vi phạm pháp. Những công an phạm pháp ấy rất nguy hiểm cho xã hội, nhưng không nguy hiểm bằng những hành động phạm pháp có tính tổ chức và được đảng bảo kê không bị truy tố. Người dân không lạ gì chuyện công an giả dạng côn đồ, đánh đổ máu những nhà bất đồng chính kiến. Đấy là hành động phạm pháp được đảng bảo kê. Những công an giả dạng côn đồ ấy làm theo chỉ thị miệng từ bên trên. Họ phạm pháp xong thì đổ lỗi cho thành phần bất hảo là xong chuyện. Không chỉ công an mà hầu hết đảng viên Đảng Cộng sản cũng đều được học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Toàn đảng học tập và làm theo nhưng đạo đức toàn đảng ngày càng xuống cấp. Vậy thì nguyên nhân do đâu? Do vậy, việc dạy tấm gương ấy không hiệu quả hay bản thân tấm gương ấy là tấm gương xấu đây? Cấp tướng còn chẳng ra gì thì làm sao bảo cấp dưới có đạo đức cho được? Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được khởi xướng bởi ông Nông Đức Mạnh từ gần 20 năm trước. Đây là chương trình rất tốn kém, dùng tiền thuế của dân để đảng tổ chức dạy cho nhau những tấm gương được tô vẽ. Tiền thuế của dân bị đem quẳng vào những chương trình vô bổ này, mà hiệu quả thì chẳng có gì. Đôi khi nó còn ngược lại. Cơ chế thiếu minh bạch là nguyên nhân chính làm cho lòng tham trỗi dậy khi có quyền trong tay nhưng không bị kiểm soát. Điều đầu tiên mà quan chức nghĩ đến là trục lợi. Điều đáng nói là báo chí, nơi làm nhiệm vụ phê phán thì là hoàn toàn chuyện nâng bì, dối trá, tạo thành tích ảo để mà tuyên truyền. Đã ăn tàn phá hại mà còn được tuyên giáo tô vẽ nên hình ảnh đẹp đẽ trước công chúng thì dại gì họ không ăn đây. Trường hợp ông Đỗ Hữu Ca là một ví dụ. Ở cấp cao như ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng có xem luật pháp quốc tế ra gì đâu. Chính ông cũng ra nước ngoài bắt cóc người thì làm sao ngành công an của ông biết sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật cho được. Đấy là tấm gương rất xấu chứ đâu xa. Các sĩ quan công an từ cấp cao đến cấp thấp cứ nhìn vào đó mà học, chứ chẳng học cái gì gọi là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thưa ông Tổng Bí Thư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Học tập và làm theo tấm gương ai, chiến sĩ công an gọi gái tổ chức bày lắc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Thư Hùng
Bộ Công an, Trần Quốc Tỏ một mình cân hai tướng phe tổ. Trần Quốc Tỏ là em trai cố chủ tịch nước Trần Đại Quang, người được anh trai mình thiết kế cho lộ trình tiến thân tương tự như ông Phạm Minh Chính. Vào năm 2015, khi ông Trần Đại Quang là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tỏ thuyên chuyển về Thái Nguyên làm bí thư tỉnh ủy. Tuy nhiên, không như ông Phạm Minh Chính, chỉ sau một nhiệm kỳ làm bí thư tỉnh là vào được Bộ Chính trị, ông Tỏ lại không thể vào được Bộ Chính trị bởi người anh của ông đã ngã bệnh mà chết. Sau một nhiệm kỳ làm bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, ông Trần Quốc Tỏ quay trở lại Bộ Công an tá túc và được phân công chiếc ghế Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Có lẽ gia tộc ông Trần Đại Quang đã tính sai nước cờ. Ông Trần Quốc Tỏ không đủ sức để cạnh tranh khi ra khỏi tổ kén Bộ Công an. Khi ông Tỏ quay lại Bộ Công an vào năm 2021, thì thế lực Linh Bình trong Bộ Công an đã không còn như xưa. Lúc này, Tô Lâm đã củng cố thế lực Hưng Yên lên rất mạnh tại đây. Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực của Bộ Công an Việt Nam hiện nay. Hiện tại, trong Bộ Công an có đến 4 tướng gốc Hưng Yên, đó là Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thượng tướng Thứ trưởng Lương Tam Quang, Thượng tướng Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, em rể ông Tô Lâm. Cạnh tranh chức Bộ trưởng Bộ Công an vào 2 năm tới thì có ông Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Ông Nguyễn Duy Ngọc gốc Hưng Yên nhưng trưởng thành từ Công an Hà Nội. Tại đây, ông Ngọc bị cái bóng của Nguyễn Đức Chung đè quá, không lớn nổi. Sau khi ông Nguyễn Đức Chung lên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thì ông Nguyễn Duy Ngọc lại càng khó có đất dụng võ. Tháng 11 năm 2016, ông Tô Lâm kéo đồng hương Hưng Yên của ông là Đại tá Nguyễn Duy Ngọc về Bộ Công an bổ nhiệm chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Đến năm 2017, ông Nguyễn Duy Ngọc được phong hàm Thiếu tướng. Theo luật Công an Nhân dân vào năm 2018, thời hạn xét thăng bậc cấp bậc hàm của Công an như sau. Hạ sĩ lên trung sĩ lên thượng sĩ 1 năm, thượng sĩ lên thiếu úy lên trung úy 2 năm, và trung úy lên thượng úy và thượng úy lên đại úy 3 năm. Đại úy lên thiếu tá và thiếu tá lên trung tá, lên thượng tá và thượng tá lên đại tá tới 4 năm. Đại tá lên thiếu tướng cũng phải đợi 4 năm. Thời hạn thăng cấp bậc hàm cấp tướng tối thiểu phải là 4 năm theo quy định. Khi ông Ngọc còn ở Công an Hà Nội, thời gian ông lên lon là theo đúng luật. Năm 2012, ông được phong hàm đại tá, mãi đến năm 2017, nghĩa là sau gần 5 năm, ông mới được phong hàm thiếu tướng. Suốt 4 năm làm Công an Hà Nội, ông không được lên lon, chỉ sau khi về Bộ Công an, ông mới được lên tướng. Vào năm 2021, ông Nguyễn Duy Ngọc được thăng hàm trung tướng, đúng thời gian tối thiểu theo luật định. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, ông Nguyễn Duy Ngọc lại được thăng hàm thượng tướng, nghĩa là chỉ có 2 năm sau khi thăng trung tướng. Ông Ngọc tiếp tục được phong thượng tướng. Trong khi đó, ông không hề có thành tích nào nổi trội. Việc đạp lên luật của Công an Nhân dân đề cử Chủ tịch nước phong hàm thượng tướng cho Nguyễn Duy Ngọc cho thấy ông Tô Lâm đang có ý chọn Nguyễn Duy Ngọc cho ghế kế nhiệm ghế bộ trưởng của mình. Nguyễn Duy Ngọc dường như đang được ông Tô Lâm nâng đỡ nhiệt tình. Để có được chiếc ghế bộ trưởng Bộ Công an vào 2 năm tới, ông Trần Quốc Tỏ cần vượt qua được hai đối thủ nặng ký quê Hưng Yên, đặc biệt là ông Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc. Trên thực tế, ông Trần Quốc Tỏ đang là Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, là người có lợi thế nhất khi chọn ứng cử viên cho ghế bộ trưởng. Tuy nhiên, lợi thế đó rất mỏng manh. Khi mà Tô Lâm vội vã cho thăng hàm một cách dồn dập cho Nguyễn Duy Ngọc, không biết trong 2 năm tới, ông Tô Lâm sẽ đẩy ai lên làm đại tướng. Người được đẩy lên làm đại tướng xem như người đó được chọn làm bộ trưởng kế nhiệm. Dù là Thứ trưởng Thường trực là nhân vật thứ hai trong Bộ Công an, nhưng vai trò của ông Trần Quốc Tỏ khá mờ nhạt. Ông bị cái bóng quá lớn của Tô Lâm che lấp. Xem ra chức Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Trần Quốc Tỏ tuy gần mà lại rất xa tầm với. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Thư Hùng Bộ Công an, Trần Quốc Tỏ một mình cân hai tướng phe tổ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de